giải pháp ấy, thì có thể nói là cần phải áp dụng một loạt các cái giải pháp có tính chất là tổng thể đồng bộ với sự vào cuộc của toàn thể xã hội. Tuy nhiên với trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo thì chúng tôi cũng có tính đến một số các cái giải pháp rất là cụ thể với các cái mức độ ưu tiên. Chẳng hạn là việc đầu tiên mà chúng tôi nhấn mạnh chính là cần phải tăng cường cái kỹ năng để xử lý các vấn đề phát sinh đối với bản thân mình của học sinh. Đây là một cái trang bị kỹ năng sống rất là quan trọng khi mà cần có những vấn đề phát sinh cần xử lý, hay là ứng xử với mạng xã hội hay giao tiếp xã hội phát sinh những vấn đề có nguy cơ liên quan đến phát sinh bạo lực đối với chính mình, thì đối tượng đầu tiên cần phải xử lý đấy là chính bản thân học sinh. Nhiều em thì rất là ngần ngại khi phải thông tin, cần phải trao đổi và lúng túng trong xử lý. Đấy cũng là một cái việc mà do các em còn thiếu cái kỹ năng xử lý. Cái thứ hai là đối với đối tượng là giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi cũng đang tăng cường những cái tập huấn về mặt cái kỹ năng để xử lý các vấn đề phát sinh đối với học sinh trong cái đối tượng phụ trách của mình. Đây cũng là một cái khâu rất là quan trọng. Và đặc biệt là khi sửa cái thông tư 16 trong cái quy định các cái vị trí việc làm trong nhà trường thì cũng đã được sự thống nhất với Bộ Nội vụ. Thì tới đây sẽ có thêm một cái vị trí chuyên về tư vấn tâm lý học đường. Trước đây thì cái vị trí này thì chủ yếu là hoạt động kiêm tính với một số giờ, thì như thế cũng rất là hạn chế. Thì tới đây sẽ có thêm một cái vị trí chuyên trách về tư vấn tâm lý học đường. Và với cái nguồn nhân lực của ngành đào tạo trong các trường sư phạm với một năm khoảng gần 9.000 nhân lực và cái đào tạo tăng cường, thì cái số vị trí này có thể cái đáp ứng được. Và còn cái vị trí thứ hai là cái vị trí giáo vụ cũng đã được xác định trong nhà trường, thì cũng sẽ hỗ trợ thêm cho các cái vấn đề về có liên quan đến phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề liên quan bạo lực học đường. Bên cạnh đó thì trong nhà trường thì cái việc đưa thêm và tăng cường các cái hoạt động mang tính tích cực, như là các cái hoạt động tập thể, hoạt động đoàn hội vui chơi, giải trí, đọc sách vân vân, tăng cường thêm nhiều những cái hoạt động tích cực thì nó cũng sẽ giảm những cái khả năng mà sa vào những cái việc hoạt động cái tiêu cực. Bên cạnh đó thì cái việc phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, và kể cả phụ huynh cũng phải tăng cường cái khả năng để xử lý những vấn đề bạo lực học đường phát sinh đối với con em của mình. Thì giữa cái phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là những các cái khâu rất là quan trọng. Nhưng hơn hết và bao trùm nhất là chúng ta cần phải tiến hành thật tốt cái triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 với cái mục tiêu quan trọng là phát triển con người, nâng cao cái phẩm chất, các cái nhân cách, cái đạo đức. Thì xử lý tốt việc này tức là đã có một cái yếu tố mang tính nền tảng gốc rễ để chúng ta có thể triển khai giải quyết tận gốc những vấn đề về bạo lực học đường.